Real Madrid luôn được biết đến là nơi hội tụ các siêu sao trong làng bóng đá thế giới. Từ giải ngân hàng 1.0 rồi 2.0 và sắp tới đây là 3.0. Với công tác tuyển chọn đầu vào một cách nghiêm ngặt, việc được ký hợp đồng rồi sau đó là đồng hành cùng đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha là chuyện chẳng hề dễ dàng. Ngoài những bản hợp đồng đã quá nổi tiếng với sự thành công ở nơi đây, cũng có không ít những cái tên đã bị đội chủ sân Santiago Bernabeu chối từ. Nào, hãy cùng điểm qua những gương mặt đáng chú ý nhất và cùng xem hiện giờ họ ra sao nhé. Cái tên xuất hiện đầu tiên trong danh sách có thể mang tới cho bạn một chút bất ngờ. Pedri, tiền vệ hiện thuộc biên chế của kình địch Barcelona, được biết cầu thủ sinh năm 2002 đã tới thử việc ở Real trước khi gia nhập Las Palmas và sau đó là bản hợp đồng chính thức với Barcelona vào năm 2020. Chủ nhân của giải thưởng Golden Boy 2021 đã bị Real từ chối khi cho rằng Pedri không đủ giỏi. Chính tiền vệ người Tây Ban Nha đã lên tiếng xác nhận sự việc này, anh nói trên El Laguero. Tôi đã đến thử việc ở Real Madrid nhưng họ nói với tôi rằng tôi không ở đúng trình độ họ mong muốn. Thế nhưng cũng chính từ những lời từ chối đó, sự nghiệp của chàng cầu thủ này đã bước sang một trang mới. Mà hơn hết là thương vụ cập bến Barcelona, đồng hành cùng với những Busquets, De Jong và đặc biệt là thần tượng của anh, Leo Messi, giúp tiền vệ lúc đó mới chỉ 19 tuổi, phát triển một cách vượt bậc. Cũng trong mùa giải 2020-2021 đó, tiền vệ này cùng Blaugrana giành được Copa del Rey. Đây đồng thời cũng là danh hiệu đầu tiên của anh cùng đội bóng, trước đó là tấm huy chương bạc Olympic 2020 khi để thua 1-2 trước Brazil trong hiệp phụ, đồng thời đánh dấu trận đấu thứ 73 của Pedri mùa giải năm đó, con số quá khủng khiếp với một cầu thủ tuổi đôi 10. Kết thúc mùa giải 2021 với Golden Boy và Copa Trophy, hai danh hiệu cá nhân cao quý dành cho cầu thủ trẻ, Pedri như đánh dấu tên mình trên bản đồ lịch sử bóng đá thế giới. Điểm mạnh của tiền vệ mang áo số 8 của Barca chính là khả năng cầm bóng, dê bóng và đặc biệt là những tình huống phối hợp ở phạm vi nhỏ, những đặc trưng cơ bản của một tiền vệ đến từ Tây Ban Nha. Mùa giải 2023 này với việc Frank Kessié gặp khó trong việc hòa nhập, Busquets chịu ảnh hưởng bởi tuổi tác, Pedri trở thành nhân tố không thể thiếu ở khu vực trung tuyến của đội chủ sân Spotify Camp Nou, đồng thời là trên tuyển Tây Ban Nha. Anh thi đấu tổng cộng 2.886 phút trên tất cả các đấu trường, đóng góp 7 bàn thắng cùng 1 kiến tạo, trong đó tỷ lệ chuyền chính xác trung bình mỗi trận của Pedri đạt tới 88%. Cùng Barcelona đòi lại chức vô địch La Liga 2023 từ chính tay Real Madrid, câu hỏi đặt ra rằng việc từ chối Iniesta 2.0 có phải một sai lầm của Los Blancos. Một cái tên khác cũng chơi vị trí tiền vệ đó chính là Martin Odegaard. Thực tế rằng đội bóng thành Madrid đã có được Odegaard trong tay với bản hợp đồng vào năm 2015. Lúc đó tiền vệ người Na Uy mới chỉ 16 tuổi, giá trị của bản hợp đồng không được hai bên tiết lộ. Phía truyền thông Tây Ban Nha dự đoán Real đã đưa ra con số rơi vào khoảng 3 triệu euro. Rõ ràng tiền vệ trẻ người Na Uy rất háo hức với màu áo mới, anh thổ lộ. Giấc mơ của tôi đã trở thành sự thật. Thật không thể tưởng tượng được tôi đang ở câu lạc bộ lớn nhất thế giới. Đó là một vinh dự to lớn với tôi. Thực tế rằng Odegaard đã được trao cơ hội tập cùng đội hình dự bị, thậm chí là cùng đội một khi đó. Dù cho giai đoạn từ 2015 tới 2017, anh chỉ thi đấu cho đội trẻ của Madrid. Một cậu nhóc tài năng và cá tính, đó là miêu tả của Ancelotti về tiền vệ sinh năm 1998. Thế nhưng như thế có vẻ là chưa đủ để Odegaard có thể chen chân vào đội hình chính lúc đó. Từ mùa 2017, tiền vệ người Na Uy bắt đầu được đem đi cho mượn. Chuyến bôn ba của Odegaard bắt đầu với Heerenveen, Vitesse, sau đó quay trở về Tây Ban Nha trong màu áo Real Sociedad, cuối cùng là tới Arsenal. Chỉ sau một mùa giải thi đấu dưới dạng cho mượn trong màu áo pháo thủ, đội bóng nước Anh đã quyết định mua đứt chàng tiền vệ tài hoa này với bản hợp đồng trị giá 35 triệu euro. Mùa giải 2021 là mùa bóng khó khăn với đoàn quân huấn luyện viên Mikel Arteta, đặc biệt trong giai đoạn khởi đầu. Tệ hơn có thời điểm Arsenal xếp bét bảng ở EPL. Thật may đội chủ sân Emirates sau đó đã quay trở lại, thậm chí chút nữa đã có tấm vé dự UEFA Champions League mùa kế tiếp. Sự trở lại đó không thể không nhắc tới dấu ấn của cái tên Martin Odegaard. Anh ra sân tổng cộng 36 trận, đóng góp 7 bàn thắng cùng 4 đường kiến tạo. Thế nhưng mùa giải 2023 mới thực sự bùng nổ với chàng tiền vệ tài hoa này. Chỉ tính riêng ở đấu trường EPL, dù thi đấu vị trí tiền vệ, nhưng anh có cho riêng mình 15 bàn thắng cùng với 7 kiến tạo. Odegaard cùng Bukayo Saka và Martinelli là top 3 cầu thủ góp dấu giày vào trên 20 bàn thắng của pháo thủ. Mùa giải năm nay cũng là mùa giải trọn vẹn đầu tiên Odegaard thi đấu với cương vị đội trưởng của Arsenal. Hiện tại tiền vệ 24 tuổi được Transfermarkt định giá lên tới 90 triệu bảng. Một tiền vệ khác hiện cũng đang thi đấu ở EPL, chính là Fabinho, cũng nằm trong danh sách những người bị từ chối bởi Real. Tiền vệ người Brazil đến với Real bằng bản hợp đồng cho mượn từ Rio Ave. Vào thời gian đầu đến với thủ đô Madrid, Fabinho chủ yếu chơi cho đội B. Mãi cho đến tháng 5 năm 2013, anh mới chính thức có trận ra mắt cho Real với 15 phút cuối trận đấu với Malaga thuộc khuôn khổ La Liga. Thậm chí cầu thủ sinh năm 93 còn để lại dấu ấn với tình huống kiến tạo cho Angel Di Maria ấn định tỷ số ngày hôm đó. Nhưng cũng giống hai trường hợp kể trên, Real cũng không mặn mà với việc giữ Fabinho lại
Điều này cũng dễ hiểu khi tầm ngắm cho vị trí tiền vệ trụ lúc đó của Los Blancos là đồng hương của anh Casemiro. Vậy nên Fabinho được Real gửi tới Monaco dưới dạng cho mượn vào tháng 7. Chính thức Pháp lại là nơi Fabinho cho cả thế giới thấy tài năng của mình. Anh tiếp tục thi đấu ở đây tới năm 2018. Trong hành trình với Monaco, chiến tích kỳ diệu mùa giải 2017 ở đấu trường danh giá Champions League cùng đội bóng nước Pháp là dấu ấn đậm nét mà chàng tiền vệ này để lại nơi đây. Đặc biệt là với cú đúp kiến tạo ở trận lượt đi cùng với bàn thắng cảm xúc ở lượt về vòng 16 đội với Man City. Cũng từ đây Liverpool bắt đầu theo đuổi chàng tiền vệ sinh năm 1993. Anh chính thức ra mắt đội chủ sân Anfield vào tháng 10 năm 2018. Kể từ đó tới nay là lịch sử. Xuyên suốt hành trình 5 năm gắn bó cùng Liver, thành công của đội bóng nước Anh luôn có sự hiện diện của Fabinho. Cầu thủ 29 tuổi cùng Liver giành được tổng cộng 7 danh hiệu cấp độ câu lạc bộ, đặc biệt là chức vô địch C1 mùa 2018-2019. Ngay sau đó là chức vô địch Ngoại Anh. Hiện tại tiền vệ người Brazil vẫn là một mắt xích không thể thiếu trong sơ đồ huấn luyện viên Jurgen Klopp. Cái tên tiếp theo được nhắc tới và tiếp tục là một tiền vệ, đó là Wesley Sneijder. Nhiều người đã không để tâm tới việc Sneijder đã từng có giai đoạn 2007-2009 thi đấu cho đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Với đơn giản, mọi sự chú ý đều đổ dồn vào Sneijder ở Inter 2010. Rõ ràng với dấu ấn ăn 3 ngay mùa giải đầu tiên tới với nước Ý, đồng thời cũng trong năm đó anh đưa đội tuyển Hà Lan đi tới trận đấu cuối cùng trong chiến dịch World Cup. Người hâm mộ bóng đá lúc bấy giờ vô cùng bất ngờ với chàng tiền vệ người Hà Lan này. Gã đó là ai? Anh ta đến từ đâu? Thì trước đó anh ta đã ở Real Madrid trong 2 mùa. Mùa đầu tiên diễn ra khá thuận lợi khi anh đóng góp 9 bàn thắng cùng 9 kiến tạo giúp đội chủ sân Bernabeu giữ lại chức vô địch quốc nội. Mùa giải ra mắt ấn tượng giúp cầu thủ lúc đó mới chỉ 23 tuổi lấy được lòng tin từ ban huấn luyện Real. Anh được trao lại chiếc áo số 10 sau khi Robinho ra đi. Thế nhưng giai đoạn tiếp theo diễn ra không được như mong đợi. Anh chỉ ghi được duy nhất 2 bàn thắng xuyên suốt mùa giải. Đội bóng của anh cũng bất lực chứng kiến Barcelona càn quét tất cả các danh hiệu. Vì vậy Real quyết định loại bỏ cầu thủ người Hà Lan khỏi dự án của mình. Anh gắn bó những năm cuối sự nghiệp cho lần lượt Galatasaray, Nice và Al-Gharafa sau khi tuyên bố giải nghệ vào năm 2019. Hiện tại Sneijder đang làm việc với tư cách một chuyên gia ở quê hương Hà Lan. Cái tên cuối cùng được nhắc tới trong danh sách ngày hôm nay là Theo Hernandez, gia nhập Real từ mùa 2017 với giá trị 24 triệu euro cùng bản hợp đồng kéo dài tới 6 năm. Thế nhưng dấu ấn chân chạy cánh người Pháp để lại cho các Madridista có lẽ chính là màn ra mắt thảm hại của mình. Dẫu cho Theo cũng góp dấu giày vào chiến tích Champions League năm đó, nhưng đó là không đủ để Real giữ anh lại. Tháng 8 năm 2018, tức chỉ sau một năm tới Real, anh được đem cho Sociedad mượn. Tuy nhiên, bước nhảy vọt của cầu thủ sinh năm 97 là bản hợp đồng với nửa đỏ thành Milan. Theo đến với AC bằng bản hợp đồng trị giá khoảng 20 triệu euro. Từ đó cho đến nay, anh được xem là một trong những chân chạy cánh hàng đầu của Serie A, nếu không muốn nói là top đầu thế giới. Với lối chơi thông minh, tốc độ cao cùng nguồn thể lực dồi dào, giúp cầu thủ người Pháp luôn chiếm ưu thế trong các pha đối đầu tay đôi. Đặc biệt, Theo rất tích cực tham gia tấn công, bởi thế mà anh được coi là mẫu hậu vệ cánh hiện đại nhất hiện nay. Anh cùng AC Milan tìm lại ánh hào quang sau 11 năm ròng rã với chức vô địch Serie A mùa 2021-2022. Tất nhiên là Theo có đóng góp đáng kể trong chiến tích này. Mùa giải năm nay anh thậm chí đã cùng AC vào tới bán kết Champions League. Với việc hậu vệ kỳ cựu Marcelo chia tay để tới Thổ Nhĩ Kỳ thi đấu kết thúc mùa giải 2021-2022, cùng với đó bệnh binh Ferland Mendy liên tục nhậm viện, khiến sự lựa chọn ở vị trí hậu vệ cánh trái dành cho Ancelotti là vô cùng ít ỏi. Nacho thì thi đấu thiếu ổn định khiến ông thầy người Ý buộc phải kéo Camavinga về trái vị trí sở trường. Có lẽ không ít các Madridista ước rằng họ vẫn giữ lại Theo Hernandez. Như vậy ta vừa điểm qua những cái tên đáng chú ý trong danh sách cầu thủ bị Real Madrid từ chối. Bạn tiếc nuối với vị trí nào nhất? Hãy để lại comment phía dưới nhé.